ra nha. Mọi người ấy nè. Để tháo luôn. Nó tắt gà, hay nó tắt gà cần riêng để công ty xuống. Cầm công ty lại coi. Để lại. Nhớ còn cao ghê. Rồi, chung xin chào tất cả anh em nhé. Vừa rồi là cái chung test cái con động cơ Mitsubishi K4M nhé nè. Cái con này nè, chung có nói trên cái video trước rồi. Nó giống hệt cái con kia nhưng mà nó bên trong 84 ly nhé. Cũng cắt trên cái con 0,25 ra. Cái con mà hôm qua chung đăng cái đùi với cái xích đấy. Đây này. Đấy, tên tuổi của nó nha nè. K4M. Cái con này thì tình trạng nó tuyệt vời, thì cũng giống như con kia thôi, không máy móc thì chưa bung chưa chẻ nhá, máy móc chưa bung chưa chẻ chưa chạm, có dơ bẩn một ít này, đây một chỗ số chỗ nó nằm ở trong hầm máy mà máy hầm nên nó có dơ bẩn một ít nhưng mà máy móc thì còn nguyên zin hết. Đấy. Vẫn là bét kim nhé nè, dàn hơi tuyệt hảo nha, không có một tí hơi thừa nha, máy cực nhạy luôn. Rồi, máy ở đây thì chung có đăng luôn cả một cái combo nhé nè. Cái con máy này là combo. Bơm thì tháo ra để nổ máy nhé, nổ máy thì không có để bơm thì không cho bơm chạy khô. Lóc đen kịnh hết nhé, đề truyền lóc đen kịnh chưa động chưa chạm gì hết này. Cổ lửa khô rang hết nhé, sạc đầy đủ, đề sạc đầy đủ. Có đây, có cửa bơm nha, cái cửa bơm nách này, đây là cái bơm này đây. Rồi bơm sau bơm tổng đây, đấy cái bơm của nó đây, chung tháo ra để sẵn ở bên ngoài để không có để cho chạy khô nhé. K4M đây, dàn cò nhìn tuyệt vời luôn, sáng trưng sáng trắng luôn. Cái con này thì cũng hệt như con kia, đã tháo đồng tiền nước rồi nhé nè. Tháo đồng tiền nước cho nó chạy nước, nó luân chuyển nhiều một tí. Đây này. Nói chung là con máy nó hơi bẩn bẩn một tí thôi. Xịt dầu qua cho nó dễ rã mấy cái chi tiết này. Còn lại thì lóc máy sơn phết là nhìn khá nhá. Máy không có cần phải xong gì hết, lắc là nổ luôn. Cái con bét kim này thì nó nhạy nổ lắm, nó dễ nổ, nhanh nổ hơn bét lớn. Còn cả bô lửa bô e nhé nè, đang kê mà, kê cái dẻ lên nó sợ nó bị chày này. Cái bát bô thì nó nằm ở bên ngoài thân xe đó, rồi nhé, đang còn dính trong đó thì để luôn cho anh em có cái lọc gió để dùng. Đây đã lắp thử đồng hồ nhớt, báo nhớt để anh em nhìn thấy cái số ký thực tế của nó luôn. Rồi, chung có một cái combo động cơ máy bơm K4M Mitsubishi bê tông 84 ly bét kim, tháo trên xe cuốc 0,25 xuống. Nó nằm trên cái con xe cuốc này, đây cái cần xanh tím này nhá. Nó tí năng của nó đó. Đầu vết của nó các thứ đây. Rồi, anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Máy móc nguyên bản hết, chung có miêu tả chi tiết rồi,
anh em xem qua video cảm thấy ngay cái công việc cần dùng thì anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại chung nhé. Rồi, chung kết thúc video nhé anh em.